Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tân Riddle. Xin chào các bạn đã đến với video thứ 43 trong loạt video hướng dẫn cách chơi game Elden Ring. Ở lần trước chúng ta đã dừng chân tại See the Water Kale, và hôm nay chúng ta tiếp tục chuyến hành trình khám phá ở vùng đất phía dưới của Mr. Game Near. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục thẳng về cái hướng phía sau này để vừa nhặt được nguyên liệu Volcano Stone. Nhưng trên con đường này cũng không có nhiều những vật phẩm quý giá để cho chúng ta có thể thu nhặt được. Được 3x3 bạn né những cái đốm lửa đó ra nhé, mất máu cũng khá khá đấy. Rồi, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đốm lửa bên đây ta có Firewood, Rye Liver, Pipa. Rồi, phía trước của chúng ta sẽ có một cái xe upgrade như một cái fort, và chúng ta sẽ khám phá cái fort này. Như sẽ có một số vật phẩm quý giá trong đó. Nhìn về phía trên thì đó là một cái con đường chút xíu, chúng ta sẽ đi vòng lên trên đó. Rồi, các bạn kích hoạt xe Ray, bạn ngồi nghỉ nếu cần. Rồi, ok. Đây, các bạn nhìn thấy vị trí chúng ta đi từ Sea to Water Kale, đi dọc qua được tới cái Sea to Water Tower này. Rồi, trước tiên trước khi vào cái phòng này, các bạn chạy ở hướng bên phải. Ở đây sẽ có những cái con xe, cỗ máy xe, như những phụ tiện lửa. Các bạn có thể giết hết chúng cũng được, mua không khó đâu. Chiếc xe thì các bạn tăng tốc độ chạy vòng ngay sau lưng này. Đấy, các bạn đâm R1 cách top đó. Chém thêm vài nhát là nó sẽ chết thôi. Đấy, khá là đơn giản. Sát thương của chúng cũng yếu thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục lên ngựa bên phải này, chỗ mấy con sứa đấy. Thì ở ngay gốc cây, chỗ mấy con sứa này đang bu bu vào. Chúng ta sẽ có được một Stonework Key. Rồi, quay trở lại, xung quanh này có những tên lính nó đang đánh nhau. Thì các bạn có thể mặc kệ chúng. Đây, đang đánh nhau đó đó. Ta tiến vào bên trong cái thành trì này thôi. Chúng ta giết cái tên phụ thủy lửa này. Cho nó hai lửa cũng được, hoặc các bạn có thêm một lửa nhảy chém như thế này cũng được. Bitco. Rồi, ok. Rồi, các bạn đi vào bên trong cái pháo đài bằng con đường này. Bên trong đấy, có một tên mập cầm cái búa đấy, nên nó sử dụng những cái kỹ năng cũng khá đẹp đó. Bạn bút trước khi vào nhé. Raline Standard con này thì cũng không khó đâu. Bạn bút điện lại bút nhầm cái dao rồi. Rồi, Umana lại. Ok, chơi thôi, bỏ cái dao vào đi cho đỡ nhầm. Rồi, con này thì nó sẽ phun lửa từ lửa hết, nhưng mà cái điều nó cũng không mạnh đâu. Bạn cái gì chém tới tóc thì nó cũng chết nhanh hơn. Phun lửa này, hai cái này. Thêm một critical này. Rồi, xong. Khá là đơn giản đúng không nào. Chúng ta sẽ được cái búa của nó. Và tên mập này cũng có khả năng rớt ra nguyên một cái set item như set armor của nó nếu các bạn cứ farm liên tục. Tỷ lệ rớt cũng cao đấy. Rồi, đi vào bên trong. Chúng ta sẽ nhặt được Armor Cúc 7.
thì với cái armor cúp cúp 7 này thì chúng ta sẽ chế được gen lem fire spot, cái bình lửa cho bá này, chế bằng ba cái người fire blossom. Rồi, ta leo cầu thang và lên trên. Trên này như các bạn thấy, những tên lính đã chết sạch sau khi chiến đấu với tên phù thủy lửa kìa. Bên này là Slumbering Axe X3. Biết từ bên này có Golden Rune 8 và một cái rune đã bị mở sẵn, đồ vật phẩm đã bị chôm mất rồi. Chúng ta sẽ tìm được cái vật phẩm đó ở phía ngoài này. Đấy, các bạn nhìn kìa. Nhảy ra ngoài, thường đừng để ngã. Ta sẽ nhặt được Scott với ông Chạm, cũng như có thể nói chuyện với con ma nếu các bạn muốn biết thêm thông tin. Thì phải ở Scorpion chạm này nó tăng đam hệ lửa, dĩ nhiên vẫn giảm phòng thủ như thường lệ. Rồi, không còn gì làm ở khu vực này cả. Đây, các bạn có thể quay trở ra. Ở phía ngoài thì còn những tên lính phù thủy đỏ, cũng như có những chiếc xe lửa, nếu các bạn muốn farm level thì có gì có thể giết hết chúng cũng được mớ đấy. Chúng cũng không khó dưới đâu, còn nếu không cần thiết thì có thể là bỏ qua. Chúng ta chỉ lướt vào và nhặt item thôi. Đây, Smothering Butterfly 8 này. Rồi, khu vực những chiếc xe này không có gì cả. Quay ngược chứ về cái hướng của cái xe Prey ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có Mushroom Beat 5. Rồi, đó là tất cả. Đi lên phía trên, tiếp tục đi về hướng phía bên trái của cái pháo đài này. Và chúng ta sẽ tiến hành đánh với một con boss, con Magma Wyrm nữa. Chúng ta thẳng vào phía bên trái. Đây, chỗ này, như bạn thấy, chúng ta có một Summoning Pool. Đây, các bạn kích vào Summoning Pool, thời búp đầy đủ. À, cái con khỉ chạy theo vào. Rồi, tại đây chúng ta có thể summon này, các bạn có thể summon cũng như búp đầy đủ trước khi tiến vào đánh boss. Summon này, con boss nó ra luôn rồi. Các bạn hãy cẩn thận để chính xác mép của boss sẽ ra. Nhưng nếu con boss nó lên trên này thì cũng là một chuyện khá là đơn giản thôi chúng ta. Nó sẽ né được cái phần dụng nham ở dưới. Nếu boss ở trên này thì đôi khi con mít chúng ta sẽ biến đi. Thế ra là các bạn hãy cẩn thận. Rồi, chơi nữa thôi. Ây da, nó lại leo lên nè. Ra line standard, ta lại dùng thời cơ để chúng ta bút thôi. Bút kim lửa này. Lại mana này. À, hay quá, mới biết chạy xuống đây rồi. Rồi, chơi thôi. Con này thật sự nó cũng không mạnh lắm đâu. Bạn chém một hồi nổ lẹt thì nó chết thôi. Các chiêu của nó thì cũng thông thường thôi. Kiếm này cứ khoảng chừng 3 combo thì sẽ nổ lẹt một lần. Đây, chỉ cần các bạn né những cái đòn dậm gần mà nó về thôi. Các bạn đừng đứng xa nó. Đứng xa nó sẽ bò rất là khó chịu. Các bạn đứng gần như thế này. Có những cái chiêu rất là đơn giản, quẹt qua, quẹt lại. Bởi vì đứng dưới bụng nữa các bạn chém. À, mất máu thì chúng ta sẽ hồi lại. Đấy, Tucker, các bạn thả thời cơ các bạn xả đòn thôi. Mà nhanh chóng nó nổ lên là thế là xong. Rồi, chúng ta được Dragon hết, cũng như sẽ mở khóa được thêm chức năng những cái kỹ năng lửa của rồng tại những cái nhà thờ rồng. Ở đây, các bạn hãy lên ngựa, nhặt những vật phẩm xung quanh, đồng thời hãy lắng nghe tiếng của một NPC quen thuộc. Bất tập lại ít năm này. Golden Rune 3 này.
tục lại với thai. Rồi chúng ta nhặt cái vật phẩm trên cái đây, cục đá này. Chúng ta từ đây chúng ta vẫn có thể đứng đây và nói chuyện với NPC được. Đây, và không nhất thiết phải đứng phía dưới dung nham làm gì. Và nói chuyện với anh ta thôi. Ah, good lady. What business might you have in such a place as this? I hardly think you're here to temper yourself with flame, considering that fleshly form of yours. Your timing, though, is impeccable as ever. I've been making just the thing for you on my journey here. Take it. I'm sure it'll suit you to a T. But it's hardly more than lukewarm here. I won't be able to temper my body such that it'll never crack again. Perhaps I'll head eastward. There's an old saying I've caught wind of. Above the lofty clouds, the icy giant's peak doth soar. Here lieth the flame of ruin, which ever burning roars. Perhaps I'll head eastward. There's an old above the lofty. Rồi. Và anh ta đã cho chúng ta một cái Zahid. Là một cái nón hình cái nồi của ta. Và cái nón này sẽ tăng tất cả những cái kỹ năng, tăng sát thương cho tất cả những cái kỹ năng liên quan tới cái bình bơm, những kỹ năng mà chọi bằng cái bot ấy. Rồi phía trước thì sẽ có một số đệm viên hùng anh. Nếu các bạn tới đây có thiếu máu hay mana thì sau khi con bot kia, các bạn hãy quay trở lại xe upgrade ngồi nghỉ. Hoặc chúng ta có thể giết hết những tên đệm viên hùng anh này để hồi lại số lượng bình máu đã mất. Và tuy nhiên chúng có thể chọi lửa như cái bom lửa lúc nãy. Con ngựa của chúng ta đã gần chết rồi. Thì để phục hồi máu cho ngựa, các bạn sẽ cần phải chế tạo cái thức ăn cho ngựa, cái Rowa Food này, cái Rowa Resin ấy. Rồi các bạn hãy cho con ngựa ăn cái thức ăn đó, gắn nó vào hết cây. Đây, Rowa Resin. Thì nếu ngựa ở các bạn mà hết máu chết thì để sinh lại con khác, chúng ta sẽ phải tốn một bình Blast. Đấy, còn nuôi cho nó ăn như vậy cũng chỉ cần 3 bình, 3 item là nó sẽ đầy cái máu lên thôi. Rồi, tiếp tục tiến về phía trước. Ở đây sẽ có những câu quan tài cho chúng ta Golden Rune. Golden Rune 4 này, Rune 2 này. Chúng cũng không có nhiều lắm, có còn hơn không. Rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tại cái khu vực tiếp theo này, chúng ta sẽ có một cái summoning pool. Đấy. Và tại đây sẽ có thêm một cái bức tượng đá ở phía trước phát sáng. Thì như thường lệ, đây là bức tượng chứa những cái item. Và chúng ta sẽ cần những cái con quái mạnh để phá nó dùng ta. Rồi, đi về hết những tên đều hùng minh này. Như dọn chiến trường ấy. Để giết hết chúng thì chúng ta sẽ được hồi lại máu và mana. Rồi, dọn lên cái liều phía trên. Cái này sẽ còn vài tên nữa. Chúng ta nhặt được Rolling Mark 3 Incarnation. Rồi, ok. Thì để phá cái bức tượng đó, khi các bạn nhích về phía trước một chút thì sẽ có một con gấu nó nhảy ra. Chúng ta sẽ dụ con gấu lại đây để phá bức tượng này. Và nếu các bạn không muốn đánh con gấu đó, các bạn có thể chế một cái bình sleep, cái bình ngủ đó. Rồi chúng ta bước vào, dụ con gấu đó lại đây. Thì nếu các bạn không muốn chiến đấu với con gấu này, các bạn có thể búp một cái bình ngủ để chế tạo một hoặc hai cái bình sleep power pot. Rồi khi nó phá xong cái bức tượng thì các bạn cứ cho nó ngủ thôi, ném cho nó một bình là nó ngủ rồi. Chúng ta tiếp tục tiến hành trình.
Và nếu các bạn đã quen với cách đánh những cái con gấu này, và cũng như sẽ là một cái thử thách hấp dẫn, các bạn có thể giết nó tại đây. Sát thương của nó bây giờ không cao, các bạn có thể thoải mái hơn. Nó phải tiêu đó. Thông tới rồi. Nó thấy rồi. Vẫn chưa chịu vừa. Đây là gần vũ nó một chút nữa. Ok, nó đi rồi. Rồi. Rồi vũ của lỡ bức tượng. Không phá bức tượng đấy, bể bức tượng ở đây. Thì thời điểm này, các bạn hãy né đòn xong rồi các bạn quăng cho nó quỳnh sleep, cho nó ngủ. Sau đó thì giết nó luôn như thế này. Những cái đòn tán của nó các bạn đã quen lại cái animation rồi, khá là đơn giản thôi. Nó ôm rồi. Rồi, thế là xong. Và từ bức tượng này chúng ta sẽ có được đá Smithington 6x3 thì khá là ngon lắm. Chúng ta đã được 5 viên, chúng ta thiếu 1 viên nữa là có thể nâng cái kiếm này lên khá cao đấy. Tại vì chúng ta đã có sẵn đá 7 và đá 8 rồi. Rồi, còn để đi human xung quanh. Và có thể giết hết thì phục hồi lại bình máu cũng được. Đấy, hồi lại rồi. Phía trước là có một con bọ máu. Nó dòng lại phía sau đây. Đây, nhặt trên cái xác Railstone. Railstone. Rồi, tiếp tục đi về phía trước. Con bọ này các bạn có thể giết mà không. Tuy nhiên cũng không cần thiết đâu, xe Ray nó ở kế bên rồi. Đây, các bạn có thể thấy chúng ta đã đi từ cái phọt trên kia dài xuống tới đây. Gần đánh một vòng rồi. Rồi, phía bên phải này chúng ta sẽ có xe upgrade. Kích hoạt xe upgrade và ngồi nghỉ. Phải grab banh sắt này. Ở phía sau này chúng ta có pull lay crossbow. Để có crossbow này là một những crossbow lợi hại nhất của game. Đặc điểm của crossbow là có thể bắn được một lúc 3 mũi tên, thì nó khá là hữu ích trong việc bạn build những cái thuộc tính như độc, lẹt, rút. Khi bạn bắn không cần sát thương cao nhưng nó vẫn tăng tốc độ dính mấy cái độc lẹt đó cho các bạn, khá là hữu ích. Rồi, ta tiếp tục. Phía trước này có những cái hàng rào phòng thủ này. Chúng ta sẽ giết sạch nơi này. Như đó là cái làng. Cái làng của Demi Human. Trường hợp mà các bạn thấy như không gian như vậy nhìn nó quá là tối tăm, đây là khung cảnh nhìn cũng không được đẹp, thì chúng ta có thể chuyển thời gian nó về ban ngày. Chuyển về ban ngày đi. Để tầm tối thì khó chịu quá nhỉ. Rồi, con đệm mì hương minh nhỏ nhất này. Thì như các bạn thấy, những tên này nó quýnh chúng ta đã không thể bị tắc gơ được, không thể bị khẩn được.
giờ bộ giáp của chúng ta mặc cái độ poi nó cao. Phía trước của con Iron Vergin. Cái con đó thì bây giờ chúng ta đã quen thuộc rồi. Vậy hả, nó cũng dễ dàng thôi. Búp xét vào. Rồi, như vậy là đủ rồi. Không cần búp nhiều đâu. Đây, nó chạy loạn đấy. Rồi, né này. Rồi, chém nó tới chết này. Rồi, ta bước vào làng thôi. Thì ở cái làng phía trước này, phía trước mặt đây, có Caramel Tow Booth. Và các bạn đừng đi thẳng vào làng, thì trước tiên chúng ta sẽ đi về phía bên phải của cái làng này đây, vào phía cái hàng rào mà nó lục này. Chúng ta sẽ vòng phía này trước Hermit Village. Rồi, giết cái con giáo sư về pháp thuật, về pháp thuật cho mấy con demi-human chờ á. Rồi chúng ta sẽ lột hết tất cả những quái thôi. Ở phía này chúng ta sẽ có một Starlight Shark ở cái hình bán nguyệt này. Rồi từ đây chúng ta sẽ quay lại cái cổng làng được rồi. Đấy, được Herat Linton Crown như là Revelin Pet, You Are Beautiful. Một số con quái thì chúng ta sẽ giết hết chúng. Thì cái Revelin Pet, You Are Beautiful này, các bạn hãy sử dụng cái vật phẩm này cho anh chàng Bob the Shifter đang ở Sairbray ở bên Atut Latu. Khi các bạn sử dụng cái đó thì nó sẽ có một đoạn hội thoại mới đối với anh ta. Thì như các bạn thấy lần trước khi chúng ta ngồi nghỉ tại đấy, Melina có nói với chúng ta là anh ta nhớ mẹ, anh chàng Bob Sinter nhớ mẹ. Và đôi khi thỉnh thoảng chúng ta hãy nói rằng anh ta xinh đẹp để cho anh ta vơi bớt cái nỗi nhớ của mẹ mình, về mẹ mình. Thì đó là một trong những cái câu chuyện bên lề khá là thú vị. Rồi, ta nhảy nóc nhà này nó có một item. Rồi, trong căn nhà này sẽ nhặt được nguyên một set armor Iron Sorcerer Gold Stingle. Rồi ok, phía trước là 3-4 con pháp sư với một điện huyền minh chúa. À, là còn số tên cầm dao phía sau nha. Các bạn đừng chạy xa quá, nếu mà xe quá cái chuyện ảnh lúc trước anh sẽ biến đi đấy. Rồi, các bạn thấy không, anh dao này anh quýnh nhưng mà cũng không có khựng mấy đâu. Rồi, trước tiên các bạn sẽ lột hết những tên pháp sư. Các bạn điện huyền minh thì chúng ta có thể để sau cùng. Lúc vào uống lại mana rồi chơi thôi. Tên pháp sư khá là đơn giản. Còn tên thì sao? Đây chúng ta sẽ lên sử tên đầu tiên. Rồi, để mình hùng minh. À, còn một tên phía trước nha. Thì không có mạnh lắm đâu, những cái đòn của nó rất là thông thường. Đấy, lâu lâu đập xuống cái, ở xa thì nó chưởng. Giết cái tên pháp sư trước. Rồi, đấy là xong. Chúng ta sẽ được thêm một Memory Stone.
nâng tổng số lót pháp thuật mà chúng ta có thể mang theo là 10. Rồi, ở phía bên phải này chúng ta sẽ có xe Bray, ở phía bên trái này. Và nói chuyện với cái xác này, chúng ta sẽ được vật phẩm cực kỳ quý giá, đó là Sorcery Comet Azure. Thì như các bạn có thể mở cái Sorcery này ra và xem. Đấy, thì đây là một cái tuyệt chiêu Kameyoko mà tất cả những anh pháp sư thường sử dụng trong boss, để có thể một hit boss. Và nó thuộc về pháp sư Azure này, cũng như chúng ta từng nhặt được cái gậy của anh ta. Đấy, Azure Linton Staff khá là giống như cái màu nón của anh ta đấy. Rồi, thì cái phép này khi các bạn nhặt được, chúng ta có thể tiếp tục chuỗi nhiệm vụ của cô nàng Selene, cô nàng pháp sư ở dưới tầng hầm ngầm mà chúng ta đã gặp mặt trước để học phép thuật. Ok, tiếp theo thì dọc theo cái hành lang đá này, chúng ta tiến qua một cái tầng tiếp theo của khu vực của volcano này. Rồi phía trước mặt chúng ta là một hero rail, chúng ta vào mặn luôn. Rồi xuống thang máy, có thể bật đèn cứ tối quá. Thì trong tất cả những cái hero rail, các bạn thường sẽ phải chết rất là nhiều. Đấy, vì thế chúng ta trước khi đi mấy cái địa điểm này, chúng ta sẽ ngồi nghỉ tại xe upgrade và nâng hết tất cả các điểm chúng ta hiện có vào level, hoặc các bạn có thể sử dụng để mua những vật phẩm cần thiết, chứ các bạn đôi khi chạy dòng này khá là nguy hiểm và dễ chết. Biết ai quiver đã chớp chớp này cũng có một dead root cho chúng ta. Rồi, và chúng ta sẽ tiến hành nâng điểm. Thì chúng ta nâng điểm vào dead thôi. Còn thiếu khoảng 3.000 điểm nữa. Tôi còn thiếu khoảng 3.000 điểm nữa để nâng. Tôi có thể bóp hai viên này. Được 4.000. Rồi, tôi sẽ nâng nốt vào death luôn. Về Asset World thì chúng ta nên chuyển về trạng thái Sacred. Rồi cả hai cây, cây 14 thì để cái order Sacred, còn cái cây này chúng ta để Sacred Blade ở trạng thái Sacred hết. Về trang bị thì chúng ta sẽ thay cây giáo ra, chúng ta sẽ lắp cả hai cây dao vào, một cây là Bloodhound Step và một cây còn lại là Raptor of the Mid, cũng như sẽ gắn thêm cái cung vào ở lót bên tay trái. Rồi, để đảm bảo cân nặng của bạn vẫn ở mức medium lót. Kích hoạt Summoning Bull. Rồi, đi vào bên trong. Thì từ đây bắt đầu cổ xe sẽ sáng như kia đấy, các bạn thấy nó chạy lên. Các bạn sẽ nhảy về phía bên trái này. Các bạn sẽ bom Breadman làm sao cho những tên lính đừng có vô. À, bom sắt rồi test. Đây, dưới hết. Rồi cổ xe đã chạy qua thì chúng ta sẽ lên. Các bạn đợi chiếc xe đã vừa chạy qua, chạy lên trên đấy, thì chúng ta sẽ đi qua tiếp cái bước tiếp theo. Rồi, chạy nào. Rồi, tại đây chúng ta sẽ nhảy về phía bên phải giết tinh cung này. Rồi, cái xe sẽ đi lên, nó đi xuống. Khi nó đi xuống thì tới lúc chúng ta sẽ chạy. Các bạn cũng có thể sử dụng Bloodhound Step cho nó nhanh cũng được. Rồi, tuy nhiên phút này thì chưa cần thiết. Rồi, chúng ta là chạy và lắp vào phía bên trái. Đấy, con sư nó nằm đó và nó chờ chết thì các bạn không cần giết nó đâu. Rồi xe lên, chúng ta lại tiếp tục chạy về xuống dưới và qua bên phải. Xe thì xuống, các bạn có thể chạy tiếp tục
nếu bạn nhanh có thể nhảy về bên trái, còn không thì các bạn cứ đợi nó đi lên rồi chúng ta hãy nhảy cũng được. Chúng ta nhặt được rêu 7 và từ đây bạn lắp cây dao loot house step vào, chúng ta sẽ lướt xuống bên phải. Rồi từ vị trí mới này, các bạn dùng loot house step đi thẳng xuống tầng dưới cùng luôn. Chiếc xe sẽ không còn gượng chúng ta xuống đây đâu. Rồi quẹo về hướng bên trái, chúng ta đi vào căn phòng và sẽ nhặt được item. Cây búa hình ngón tay. Đây, ring finger nhìn nó khá là kỳ dị. Tôi cũng đã thấy nhiều anh em khác sử dụng cây búa này đánh boss. Nó có chiêu búng tay nhìn khá là độc đáo. Rồi, từ vị trí này đi quay ra ngoài. Các bạn hãy lướt về phía đối diện. Uống lại mana và máu nhé. Đấy, khi ở phía đối diện chúng ta sẽ nhặt được thêm một bông hoa rêu 7. Và từ đây bạn hãy nhảy xuống phía dưới này. Đây, phía dưới xét cái tường bên trái nha. Rồi nhảy xuống luôn. Thì đây chính là cái con đường nhanh nhất để các bạn xuống được phòng boss. Ở đây chính là phòng boss này. Và chúng ta vào đánh boss luôn. Để sau khi tiêu diệt boss thì chúng ta có thể mở lại chức năng teleport ở bất kỳ vị trí nào trong cái hang này. Và khi đó cái việc khám phá cái hang nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây là một stack Marika, các bạn thoải mái mà chiến thôi. Những boss trong này là một con Redwood. Thì con Wood ở cái room này nó có thêm cái chức năng hai nhát chém từ mỏ nó. Thì tính ra mạnh cũng không mạnh đâu, các bạn cứ thoải mái thôi. Những nhát chém nó cũng thông thường. Và nhiều khi nhờ những nhát chém nó đứng tại chỗ cho chúng ta có thể đánh lên được nhiều hết hơn. Rồi, sau khi búp đủ rồi lại mana chúng ta vào thôi. Summon này. Rồi, rồi dừng cái cút. Cái chiêu nó cũng thông dụng thôi. Đấy, một chém này, né. Chém phản công này. Đấy, rồi, chém nó khá là đau luôn này. Nó sẽ chém hai nhát như vậy. Đấy, cái gì là nó muốn chết rồi. Đấy, nó chém hai nhát. Đôi khi sau nhát thứ hai nó có thể thêm nhát thứ ba. Thì các bạn tùy tình huống mà né thêm một chút thôi. Rồi, ok. Sau khi boss chết các bạn sẽ nhận được một summon Root House Knife Fio. Và chạy tới cuối room, ở cái đường chúng ta sẽ có được một Death Root. Rồi, ok. Để cho nhanh các bạn hãy quay ngược trở lại xe play bên ngoài Hero Rail nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những phần còn lại của cái Hero Rail này. Rồi, cùng với những thiết lập như cũ các bạn đi thẳng vào trong. Cách chạy ở những cái đoạn đầu này thì đã vẫn y như vậy thôi. Đầu tiên các bạn sẽ nhảy về bên trái chỗ hai con sương này. Mình sẽ giết những con sương. À, nó đứng ngoài đó thì xe sẽ cán nó, các bạn sẽ khỏi cần đánh luôn. Rồi, sau khi xe đi lên chúng ta chạy. Chạy xuống và nhảy vào phía bên phải. Giết con cung. Rồi lại đợi chiếc xe lên. Nó chạy sau lưng nó, phía bên trái. Rồi, phía bên trái này. Giết con xương này. Rồi, chiếc xe vừa đi xuống này. Các bạn có thể chạy theo này, để lách về phía bên phải này. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi xuống luôn, về phía bên trái, nơi chúng ta cần đi. Ok, và từ đây, các bạn hãy nhìn phía bên trái này sẽ có một tên lính. Rồi, dưới phía trước.
trước thì sẽ còn một tên nữa. Rồi, chạy vô bên trong này sẽ còn hai tên lính. Ở trong chúng ta phải giết hết thôi, nhặt những item xung quanh. Rêu 6 này, rêu 7 này, nhưng tên này giống như nó đang trồng hoa chứ không sao vậy. Rêu 7 rêu 6 lên cầu thang và lên trên. Ê, chỗ này chúng ta có thể stat mà giết tên lính này. Critical hit đó, rồi sau đó nó sẽ bị lửa phun chết thôi. Ok, tại đây các bạn móc cung và bắn vào cái bệ 7 kia, bây giờ bật lửa đi. Rồi, móc hai cái kiếm lên như cũ. Bạn có thể nhặt được God 7. Tại ngã ba này chúng ta đi về bên trái, đi bên phải trước. Các bạn bước đầy đủ, trong góc phòng sẽ còn hai tên lính. Rồi, đi tên này, sau lưng còn một tên nữa. À, nếu các bạn chưa biết cách làm sao để bước hai cây kiếm, thì với cái tuyệt kỹ Golden Order bên cây kiếm bên tay trái, thì các bạn hãy sử dụng kia thanh kiếm bên tay trái ở cả hai tay, bước trước, sau đó dùng sát thực test bên tay phải. Rồi, ở đây các bạn đợi chiếc xe xuống và chạy lên phía trên này, rồi nhập item trước. Tôn vừa cây, ở nút chuột góc này chiếc xe sẽ không đụng được chúng ta. Các bạn hãy sử dụng thanh dao Raptor Adamit. Đây, chuẩn bị sử dụng kỹ năng Raptor Adamit này khi chiếc xe chuẩn bị ủng chúng ta. Sử dụng Raptor này, đấy, các bạn sẽ bình yên thôi. Rồi, ta chạy qua kia với lầm hoa, cũng như vẫn giữ cái kỹ năng Raptor Adamit trên tay nhé. Rồi, chúng ta sẽ theo chiếc xe này chạy xuống, lên nắp phía bên phải. Rồi, ở đây sẽ có hai tên lính và giữ khách chính. Nếu móc cái kiếm này là dễ chém thôi. Rồi, và tiếp tục sử dụng Raptor of the Mid để có thể qua được khúc này. Ồ, những cái xác nó cản đường tôi, nó không cho tôi lấy dao nè. Rồi, nó đợi chiếc xe xuống rồi chúng ta đi thôi. Thì phía dưới sẽ có một tên lính bóng ma, nó sẽ yếu với xác rệt ra là khi xuống tới dưới. Sau khi xuống tới dưới các bạn phải móc hai cái kiếm ra và chém tay đầu với nó. Đàm nó khi dồn cũng khá là đau đấy. Rồi chạy thôi. Chúng mình sử dụng Raptor of the Mid này, Raptor này. Rồi móc cái kiếm trở lại này, quẹo vô bên phải này và chém liền. Đấy. Rồi nó yếu thôi, nếu để nó chém đôi khi chiếc xe khi vừa xuống là mệt ấy. Chúng ta sẽ được Mantis Blade Rail 7. Rồi chiếc xe đâu rồi nhỉ? Hình như nó đi xuống con đường dưới rồi. Rồi cứ đợi an toàn, cứ đợi cho nó lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quẹo về hướng bên trái và nhảy xuống cái bậc phía dưới này. Rồi, chúng ta sẽ nhặt được item Smothering Hit 6, chạy vào bên trong. Rồi trong căn phòng này, ở phía sau sẽ còn một con Bloodhound Knight. Để các bạn bước trước khi bước nó. Đi trend này. Rồi, đi vậy thôi, không cần thiết phải xác định order bên tay trái này. Chúng ta sẽ xác định test bên tay phải. À, các bạn đừng cầm hai tay bên tay phải. Ok, giết thôi. Một cái sông kiếm chém này, chém thêm nhát này, né đòn này. À, có thể chém luôn cũng được. Và chúng ta được set armor game here tonight, cũng như thêm một set armor của chính tên Bloodhound Knight đó luôn. Quá đã. Rồi, các bạn lên cầu thang này và đi lên trên lại. Rồi, các bạn hãy đi về phía bên phải này. Ta có Root Resize 5.
Rồi cái chỗ này các bạn nhích nhẹ nhẹ vào trong cái góc này là các bạn sẽ không té được. Đấy, ta đứng phía trên trong phòng lúc nãy chúng ta giết cái con ma đen ấy. Và từ đây các bạn đứng vị trí này. Và chúng ta sẽ làm một điều thú vị. Từ đây thì các bạn đã khám phá xong cái hang này rồi đó. Nó không còn điểm nào đâu. Đây các bạn hãy nhảy lên đầu chiếc xe. Đấy, nó sẽ đưa chúng ta đi vào cụm boss phía dưới. Đấy, như các bạn sẽ nhìn phía bên phải này. Đó chính là room boss mà chúng ta đã đi lúc nãy đó. Chúng ta đã giết boss lúc đầu tiên đó. Chiếc xe này sẽ đưa xuống. Đấy, các bạn thấy cái khúc này toàn là nham thạch. Chúng ta phải lướt rất là xa. Và chiếc xe này sẽ đưa chúng ta xuống rất là nhanh. Cũng như an toàn hơn là chúng ta sẽ chạy vào con nó. Rồi, không còn gì làm nữa, chúng các bạn quay lại đầu hang nhé. Rồi, thì sau khi quay lại đầu cổng này, thì trong trường hợp các bạn, chúng ta khi chết ở đoạn nào thì quay đoạn đó thôi. Thì ở trường hợp chúng ta đánh cái con ma, tức là ở cái đoạn cuối và chúng ta chết, thì ngay tại đây chúng ta sẽ chạy một lần nữa, quay xuống đó và bằng một cái lối tắt khác. Những cái bước đầu thì các bạn vẫn như cũ thôi. Tại đây chúng ta sẽ nhảy qua bên trái này. Ngăn cản mấy con xương này. Đấy, khi xe đi lên thì chúng ta sẽ chạy về phía bên phải này. Rồi đi thôi. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái con đường thứ ba này. Phòng trường hợp các bạn có chết bởi cái con ma ở dưới. Thì con đường chúng ta quá xa. Khi chúng ta đi lại cái con đường thứ hai xuống đó thì lại quá xa. Thì đây là một cái con đường tắt khác trong cái hang này. Đấy, xe đi xuống chúng ta lại nhảy qua này. Để tập về phía bên trái. Rồi, con sư đó các bạn cũng không cần nhất thiết phải giết đâu. Xe tự cán nó chết thôi. Thì như các bạn thấy, ở phiên bản hiện tại thì chiếc xe này không thể cán chúng ta chết trong một hit được. Ngay tại đây. Và đứng ở mép này, bấm nút đi thẳng. Các bạn đừng nhảy gì hết, cứ bấm đè cái nút đi thẳng tới ngay từ ngoài mép này. Các bạn sẽ được an toàn. Và chúng ta sẽ nhảy xuống cái thanh gỗ này. Đấy, các bạn thấy quen thuộc chưa? Thì ở trên này, các bạn có thể thoải mái một lúc. Đấy, tay trái là hai tay này, Command Order đây. Sử dụng sắc thịt LED để búp chơi kiếm tay phải này. Đấy, khi hai thanh kiếm sáng, đợi chiếc xe đi lên rồi đi xuống thì chúng ta sẽ nhảy xuống và giết tên ma. Thì đây là một cái lối tắt cho các bạn xuống thẳng dưới này. Phòng trường hợp các bạn có chết dọc đường. Rồi, đơn giản đúng không nào? Rồi, ok, đó là tất cả những cửa ngõ bí mật cũng như là những cái hành lang chúng ta có thể khám phá trong cái hang này. Chúc các bạn thành công với game Hero Realm này. Rồi, ok, chúng ta sẽ quay trở lại và tiếp tục khám phá cái vùng đất Volcano Manor. Rồi, và các bạn đã thành công khám phá xong cái hang Lemire Hero Realm này. Chúng ta quay ngược trở lên và tiếp tục khám phá cái vùng đất này. Thì đây là một trong những cái hang khó. Đối với các bạn có hướng dẫn thì nó sẽ dễ dàng mình đi một mạch hơn. Còn nếu các bạn mò từ từ là sẽ phải chết rất là nhiều. Và tự nhiên, sụt game mà, chúng ta phải chết thôi. Rồi, từ đây các bạn lên ngựa. Chúng ta đi thẳng con đường ở phía trước này. Đây sẽ có vài chú sói. Thì nó không quan trọng đâu. Chúng ta cũng chẳng cần phải đánh với nó. Nhặt được mất rừng đến 6 này. Rồi, ở khu vực phía trước này, chúng ta sẽ gặp lại NPC thân quen. Anh chàng Batch, chuyên lừa đảo. Đây, đi ra ngoài phép vực chúng ta sẽ thấy những viên đá màu của anh ấy đó. Bạn ấy ngồi đâu đây nè? Đây, anh đây. Núp ở đây này. Đó là lý do tại sao mà tôi không sử dụng cái chức năng teleport của cô nàng Ria lúc chúng ta vừa đặt chân lên. Cô ta bảo chúng ta chìa tay để cô ta đưa chúng ta tới nhà. Thì nếu các bạn đi tới đó luôn bằng phương pháp đó, bạn sẽ không thể gặp anh chàng Pat ở đây. Và anh ta sẽ di dời thẳng vào trong Volcano Manor tại đó. Và sẽ mất một số điều thú vị cho các bạn. Rồi, người ta kêu chúng ta đi theo những đá màu đi. Có gì đâu mà sợ. Anh ta lại một lần nữa lừa đảo á. Chúng ta sẽ chấp nhận sự lừa đảo của anh ta. Tuy nhiên không phải bây giờ.
Chúng ta cần tìm một cái điểm save upgrade để có thể quay lại nhanh chóng. Đây, các bạn nhảy xuống đây phía sáng sáng bên kia đó. Nếu các bạn đi không đi bằng con đường này mà đi bằng con đường bên Atup đã tu bên kia thì các bạn đi tới đây sẽ thấy cái ánh sáng này trước, rồi tìm thấy anh ta đứng ở đó. Hãy ghi dáng ngồi và hãy đi theo những viên đá màu tới chỗ phồn hoa. Anh gãy đá đàng hoàng ha. Rồi, ngay tới đây các bạn nhảy lên bục đá này. Chúng ta lên tháp canh bên kia sẽ có vật phẩm cực kỳ quý giá trên đó. Nhảy qua tháp canh luôn. Và một chốc nữa chúng ta sẽ quay lại sử dụng cái bẫy của anh ta sao. Rồi lên đây sẽ có hai tên lính. Đấy, các bạn giết chúng. Fire X10. Đi lên trên. Chúng ta sẽ nhặt được một cái cung cực kỳ quý giá. Full label. Thì với cái cung này là cái cung tôi yêu thích nhất. Cái đơn giản là tỷ lệ scaling của nó cao. DD bình thường nó sẽ có một cái E, một cái D. Và cái tầm bắn của cái cung này là cũng là xa nhất. Nó đảm bảo những phát bắn của bạn sẽ được full dam. Đó là cái cung mà các bạn nên nâng cấp hơn là những cái khác. Rồi, quay trở lại. Nhảy xuống đá này. Và chúng ta sẽ đi dọc về phía phía đông này. Đấy, các bạn hãy chạy về phía đông. Tạm thời khoan hãy thám khám phá nhìn tới xung quanh đây. Bạn hãy chạy phía đông và kích hoạt xe upgrade ở phía cuối con đường này. Rồi kích hoạt xe upgrade, ngồi nghỉ như bạn cần. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Ở phía trước là một đống cái những người mộ cho chúng ta Golden Rune. Đấy. Không hết thôi. Rune 2 này. Rune 3. Rune 3. Rune 7 này. Chúng ta cũng được một viên ngon nha. Và còn một viên ở đây. Viên 4 cũng được. Rồi đi thẳng ra ngoài mép vực này. Các bạn sẽ nhìn thấy cảnh một chú chó rất là trung thành với một người chủ đã chết này. Đấy, nhìn khá là đáng thương đúng không nào? Rồi cho đi với chủ rồi. Rồi chúng ta nhặt được Summer 6. Rồi quay lại, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá khu vực xung quanh này. Thì từ cái vị trí xe ở đây này, thẳng về phía trước một chút, ở phía bên phải chúng ta sẽ có một cái cầu thang. Thì cái cầu thang này sẽ dắt cho chúng ta xuống vùng phía dưới. Và từ cái vùng phía dưới này có rất là nhiều con Iron Virgin như đó. Đấy. Đó là một cái chiến trường mà Lando Capital City đã tấn công lên Volcano Manor qua đường này. Đó, như các bạn thấy, đó là một con đường có cây cầu dắt qua từ Atut Latu kéo lên Volcano Manor. Thì đó là một con đường khác thì dẫn lên đây thôi. Tuy nhiên để đến Volcano Manor cũng bắt buộc phải leo cầu thang này. Rồi, và hãy tiếp tục đi tới, chúng ta sẽ quay lại khám phá khu vực dưới đó sau. Đấy, như bạn thấy những tên lính ở đây hóa điên rồi, giờ nó ăn thịt đồng loại luôn rồi. Thì các bạn có thể giết hết chúng cũng được. Được một mớ rune. Những tên lính này thật ra thì khá là đơn giản thôi, không có khó lắm đâu. Đấy, chúng nó hầu như là không bận tâm mấy đến sự xuất hiện của chúng ta đâu. Một số tên này có sử dụng magnet nha. Rồi, để chúng ta giết hết những tên này thôi. Cho nó một cái bạch pháp là chết thôi. Đây có 3 tên nữa này. Đấy, chúng ngồi ăn xác đồng đội đấy. Để chúng nó quá điên hết rồi. À, đang ở xác định test nữa. Cứ nhầm đang cầm cái Flame Red Man chứ. Rồi, những tên này cũng không khó đâu, khó đâu. Thì điểm của chúng mang lại cũng tạm ổn thôi chứ. Rồi chúng ta có beat loot. Con đường này dắt lên mỏm đá lúc nãy chúng ta chạy xuống này.
hai tên lính này giết hết luôn. Thì nó nhìn chút, những tên lính ở đây chúng nó cũng khá yếu. Là một cái map cũng khá dễ. Rồi, đây là phía cầu thang lên trên, dắt chúng ta lấy cái bully ball lúc nãy. Dưới đây còn tên này, để cho đi thăm bạn bè luôn đi. Rồi, đây còn tên cầm dao, còn tên mập. Còn là một sát thủ tép này, ai à. Rồi, kết liễu rồi thôi, nó cũng yếu thôi à. Thì như các bạn thấy, xung quanh đây hầu như cũng chẳng có nhiều item để chúng ta nhặt. Để cái cung lúc nãy là đáng giá nhất rồi đấy. Rồi, như các bạn thấy hồi lại máu rồi là chúng ta đã giết hết những tên lính về rồi đó. Xung quanh thì cũng chẳng còn gì để nhặt cả. Rồi, ok, chúng ta tiến về phía trước và bắt đầu giả vờ chúng ta đã dính cái bẫy của anh chàng Bách vậy. Rồi nền rune 6 này. Đây, chúng ta thấy anh ta kêu chúng ta đi theo những viên đá màu này và chúng ta sẽ đi theo này. Rồi, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi. Đấy, chúng ta ngồi lên ta chờ đó, chầu trực đó. Rồi, đi tới sự thịnh vượng đây. Well, if you really are that gullible. Then stay away from the volcano manor. Bye now. Take care. Rồi, thì anh ta đá chúng ta đã dần xuống chỗ mấy cái chú cốc này. Ở ngay cái chỗ The Sea Thiết Thật Heo này. See the water kill. Đấy. Và dù gì thì chúng ta cũng không cần nhất thiết phải chạy ra con đường này nữa. Đấy, các bạn có thể dịch chuyển ngược trở lên cái chỗ xe Ray chúng ta vừa mở ở phía bên trên. The first MT game near campsite. Và chúng ta sẽ quay trở lại chất vấn anh chàng Bách này, hỏi về lý do tại sao anh chơi tôi vậy. Rồi, đó có thể luồn vào con đường phía sau này cho nhanh. Oh my. Well, here you are again. Oh, so sorry for that. I meant to warn you, but whoops. There you went. Despite my best intentions, I've done you wrong. I have. But here you are, standing tall and proud. All's well that ends well, eh? And my warning was spot on. You tell me different. Stay clear of Volcano Manor. End of discussion. I heard the brutes there hunt tarnished like animals. Và anh ta cho chúng ta biểu tượng hành động thêm đau. Và ok, đến đây thời lượng video cũng đã quá dài. Ta tạm dừng video thứ 43 trong loạt video hướng dẫn cách chơi game Elden Ring tại đây. Và phần tiếp theo chúng ta tiếp tục khám phá khu vực này. Xin chào và hẹn gặp lại.